là để cho họ quay đã. Ngày xưa họ ai cũng có phần, cứ bình tĩnh thường mình lại mua. À. Cho cháu trước đi đã. Thank you.
cho giờ với ra cho mày bán hết rồi ta nguyệt thêm nha ra đi của gà rồi. Lấy quả xanh xanh đi. Xanh này hồng cơ mà. Nào đủ. Mỗi người xách một ít. Đây mà. Nhưng mà để cho họ quay đã. Còn này là giấm hả chị? Không, chấm qua chiều qua đấy cô ạ. Về giấm à, đều là già hết rồi cô ạ. Có cái đề mới quay này nó khác chín mà. Không, không qua. Nó có chín không? Chín, già hết rồi. Có ngọc hồi à? Vâng. Chủ ba ngày đi quay đi rồi bán cho nó dẫn hàng. Cái hồng này nhá. Ngày xưa họ quân bấy rồi sao là nó lên mà. Nhà này có chín mọ mọ mẹ. Chín mọ mọ. Hai cái lấy cái quả đỏ. Hai cái mốt để bác em ăn tay của đỏ. Hai để chín hẳn hàng ăn nhé, cô chát đấy. Bao giờ vậy nó mọ mọ cay. Có cay đấy, chẳng qua cay bần bần. Ai cũng có phần, cứ bình tĩnh. Chắc có. Nào, con đây không ai mua này. Mất đủ 2 cân đi nha. Lấy thế này thôi, không lấy nữa. 18 chị ạ. Đâu mà cứ đưa đây ta. Nào, bà có bán không thì lấy mà không thì thôi. Lấy có mấy quả này thôi à, không mụn kia. Bán lại không lấy ăn uống to. Chị à? Con lại táo. Lấy hồng à? Ăn quấn nhé. Cho về quần này. Ui, xem được mấy cân rồi. Mua hết đi rồi mình lại mua. Cho bác lấy 20.000 này, 21.000 này. Nhà gái ơi. Đi nó chẳng ra chị ạ. Bác tiền cũng chẳng quá chẳng. Để nó chín hay chín hay không phải giống đâu. Để bỏ ra ngoài này chín quả đã anh lọ mua nhà này mua mấy cân. Mai gặp cháu làm cái đếch thì nữa mua rồi đem về nhà rồi. Chả chín thì cũng bỏ đấy rồi. Mấy quả đấy mà. Bán lên giá 5.000 ạ. Bán sắp cho mặt tôi sạch đi mà. Bán sắp cái bộ mặt đấy nhỉ. Đi sang bên ông kia mà mua. Quả bé đồ à, chọn ở đây để còn sang đấy. Mày cất nhỉ? Thôi 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 để cho bà lá. Mua không ạ? Em ạ. Cái của ai chúng đi cái bỏ đây gồm người cái gì? Chúng con ốc thế ba thế hả mày? Bà ơi bé tí đi.
Bây giờ bây giờ bây giờ người không mặn được, không mặn, con quả to hơn nhỉ? Riêng nó cần thiết thể, ăn cà đi, bán rẻ thôi thứ này. Đây mai chứ cũng to. Không mà. Ừ. 20.000 đi. Không, cái đem 10.000. Nó không đi bao nhiêu? Toàn ở nhà trông trẻ không đi chợ đâu, à trông trẻ thôi. Thank you.
mình mới tính tiền chứ không biết đâu ạ. Kia rõ ràng hỏi đẩy đắng. Không giống nó có chín đâu. Không phải chín như thế này giống. Còn cái chỗ đấy xem là bao nhiêu thì còn lấy nữa không? Thôi, sao lấy đi? Lấy đi về mà cháu. Về con hàng quân nó mới chín đấy. Bưởi này là bưởi da xanh à? Bưởi giấy á. Bưởi nó tốt. Bưởi nó ngon hả? Bưởi da xanh. Nó bên này có quả nè, cây đi về có thể ngoài nó chín cây cao rồi không có cái muốn lấy cái này áo rồi em tới 3.000 phải đổi một lấy đem vừa đi chợ về à? Em vừa đi chợ bán hồng về. Hôm nay anh phải đi. Anh có rồi. Mang đồ gì đi nữa không? Mang quà gì đi cho mọi người không? Không, chỉ mang quần áo đi thôi. Lần này anh đi lâu đấy. Em ở nhà một mình nhá. Em quen rồi, anh cứ đi đi, đi làm việc đi, không phải lo ở nhà đâu. Anh đợt này đi lâu đấy, em cứ ở nhà nhá. Anh cứ đi lo công việc đi, không phải lo em ở nhà đâu. Em ở nhà một mình quen rồi. Mấy chỉ tháng nữa về anh mới về. Ở nhà chỉ có dọn dẹp nhà với lại đi chợ bán hàng thôi mà. Anh đi để em tiến anh một đoạn.